Khánh Toàn vui mừng đón chào sự trở lại của các cô, các chú, các bác và các anh chị đã trở lại với một cái video đọc chậm về các lời phát biểu của các vị đại diện cho tiệc cưới của nhà gái như đã hứa với rất nhiều bác, rất nhiều cô chú yêu cầu Khánh Toàn. Trước khi đến với cái video này thì tháo cái cà vạt ra nhé các bác ạ. Đây, xong là Khánh Toàn sẽ thắt lại. Thế là một số bác nào mà chưa biết thắt đúng không ạ, thì mình có thể tham khảo làm 2-3-4 lần thì mình sẽ biết ạ. Khánh Toàn rút cái dây nhỏ ra. Đó, cách này là cách kép ạ, rất dễ, của ống nó to ạ, phù hợp với tất cả các anh, các chị, các cô chú trên 45 tuổi. Và đây là cà vạt của chúng ta. Cái video trước thì Khánh Toàn đã chia sẻ thắt ở bên ngoài, tuy nhiên bây giờ thì sẽ thắt ở tại trên chính diện, chính cái cổ áo của mình nhé. Các bác cũng chia cái cà vạt ra làm hai, đây, hai phần bằng nhau. Đó, đây là điểm giữa, mình lấy cái tay phải chặn điểm giữa lại, còn dùng cái đoạn dây nhỏ rồi cho nó vào cổ áo. Thế thôi, mình sẽ sử dụng ạ. Điểm giữa của Khánh Toàn vẫn cầm đây ạ, ngón tay cái đây. Đây là điểm giữa các bác nhé. Điểm giữa này mình sẽ đặt lên trên. Đấy, điểm giữa này đặt lên trên. Đó, cái dây nhỏ, tức là dây to đặt lên dây nhỏ. Dây to từ bên phải đã chuyển sang bên trái. Rồi, đây dây to đây ạ, thành bên trái đây ạ. Này, điểm giữa đây. Mình luồn nó vào bên trong để luồn ra. Đấy, luồn ra. Luồn ra, luồn xong mình vẫn để nó về bên trái. Thế này là để sang bên phải mất này, là tí nó lệch này. Mình vẫn để sang bên trái các bác nha. Đó, xong cái dây đó rồi mình luồn nó vào bên trong nhá. Luồn đây, luồn nó vào bên trong. Sang bên phải. Rồi. Mình luồn vào bên trong để tạo mục đích tạo thành một cái tam giác cân. Các bác cứ chặt thoải mái ạ. Và đây là cái tam giác cân ạ. Các có nhìn rõ không ạ? Đó, tạo thành tam giác cân. Đây, dây to đây, cái dây nhỏ vẫn còn rất rất ngắn. Dây to, các bác để ngón tay vào giữa để mình tạo thành cổ ấu. Đó, để ngón tay vào giữa, đây. Xong mình sẽ luồn cái dây to từ trong ra ngoài, nhét nó vào trong hai cái ngón tay mà mình đã đặt đây. Đó, nhét vào đây. Đó, nó như vậy các bác ạ. Cách này là tạo ra một cái cổ ấu rất cân và cổ ấu rất to, và phù hợp với 45, 50 đến 60, 70 tuổi thì là theo cháu là các bác nên để cổ ấu to, còn là thanh niên thì người ta sẽ để nhỏ. Rồi, mình kéo lên thôi. Đó. Cháu thì ít khi thắt tại trên cổ, nhưng mà bây giờ thì chia sẻ để các bác có thể tự mình soi gương, mình thắt ngay tại trên cổ áo của mình. Đó, cân lắm các bác, rất cân. Có tới 10 cách thắt cà vạt đấy. Tuy nhiên cách của cháu đây là nó cân nhất, tạo ra cái cổ ấu cân nhất nhé. Còn cân hay không cân thì nó phụ thuộc vào cái trang phục của mình, nó do cái áo vest ấy và cái độ tuổi ấy. Có nhiều anh, nhiều chị mà những người mẫu người ta cứ thích nó lệch một chút xíu, nó do cái cách cái áo, design cái áo, thiết kế cái áo. Còn chúng ta là cứ cân. Khi cổ ấu cân thì các bác mặc bất cứ một bộ nào các bác cũng đều được. Các bác thấy không? Rất cân. Rồi. Nào, tháo thì rất đơn giản ạ. Đây ạ. Bẻ cổ áo lên. Đó. Mình rút cái dây nhỏ ra. Đó. Cứ thế thôi. Các bác lưu ý là biết thắt rồi thì sau mỗi lần đeo cà vạt Tết đón xuân chẳng hạn, những cái sự kiện nào thì bác tháo đây. Tháo mục đích để cho cái cà vạt nó phẳng ạ, nó cũng đỡ bẩn nữa. Rồi, đó, rất dễ các bác ạ. Điểm giữa đây các bác nhé. Đó, Khánh Toàn sẽ làm nhanh một chút. Điểm giữa đang ở bên tay phải. Điểm giữa đặt lên cái dây nhỏ. Đây, đặt lên dây nhỏ. Luồn cái dây to vào bên trong. Đó. Các bác cứ làm 2 3 4 lần là ok thôi. Đó, nhé. Đó, xem đây. Mình mục đích để tạo ra một cái tam giác cân. Các bác cứ siết tay tay chặt vô tư, không vấn đề gì. Đó, rất cân ạ. Một cái tam giác rất cân các bác ạ. Cho ngón tay vào để mình tạo ra cổ ấu. Đây, tuần từ trong ra, luồn từ trong ra. Đó. Sau 4 phút thắt cà vạt này thì chúng ta bắt đầu đến phần đọc chậm các lời phát biểu của hai vị đại diện tại sự kiện tiệc cưới nhà gái, tức là lễ vu quy các bác nhé. Thật ra thì báo cáo các bác là bất cứ bài phát biểu nào thì đôi khi là mình chép, mình tưởng thấy dài thôi. Vì Khánh Toàn đọc chậm mà, đọc quy như là cô giáo, thầy giáo ở trên lớp đấy, đúng không ạ? Thành ra là nó hơi chậm. Chứ còn khi mà các bác thuộc rồi, các bác đọc nó có 1 phút thôi, có 70-80 giây thôi ạ. Rất đầy đủ về ý nghĩa, và các bác thì có quyền chỉnh sửa thêm bớt cho nó phù hợp. Phù hợp thì phù hợp với bối cảnh của gia đình, và phù hợp cả với chất giọng của mình nữa. Đó, rồi là về thời gian, nó không cho phép thì là mình cứ gì ạ? Đọc nó ngắn ngắn lại. Cái đoạn nào thơ phú không thích thì các bác bỏ đi.
nó giống một cây mía 10 đốt ấy, thì các bác đi làm, các bác đi thực hiện thì đôi khi nó chỉ có 5-7 đốt thôi. Như vậy là chúng ta có một cái cà vạt rất cân, cân các bác nhỉ. Đó, mình làm lại 5-6 lần là sẽ thành thạo. Chúc các bác, các cô chú sẽ thành công với cái việc thắt cà vạt này. Một việc nhỏ nhưng mà đôi khi nó thú vị phải không ạ? Chứ mình không biết đi đâu cũng nhờ thì cũng được. Nhưng mà giá như mình biết mình thắt cà vạt ngay tại nhà nha. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với video đọc chậm. Lời phát biểu của hai vị đại diện sẽ được diễn ra tại sự kiện lễ vu quy, tức là tiệc cưới nhà gái. Và tất nhiên rồi, nhà trai phát biểu trước, nhà gái phát biểu đáp từ sau. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đọc chậm. Các bác bỏ sổ, bỏ bút ra, ghi chép. Chúc các bác sớm thành công. Và bây giờ thì trước khi các cô chú, các bác chép thì Khánh Toàn sẽ đọc mẫu một lần, cũng là để xem các bác thấy là nó có khoảng bao nhiêu thời gian. Và trước hết thì lời phát biểu của vị đại diện cho phái đoàn quan viên họ nhà trai. Về nội hàm của ông này thì sẽ gồm có chào, cảm ơn, giới thiệu thành phần, ý kiến có cơ chầu xin dâu và ông ta trao rể cho gia đình họ nhà gái. Cái này thì nó như thế này các bác ạ. Mặc dù ở bên nhà gái, ví dụ như nhiều bác quan niệm rằng là mình sang nhà gái là mình chỉ có gì ạ, mình xin dâu thôi, chứ về nhà mình, về nhà trai rồi mình mới trao rể. Như thế là sai các bác nhé. Vì như thế này ạ, mình xin dâu là đương nhiên rồi, mình sang để mình có cơ chầu, mình xin dâu mà. Nhưng mà mình phải trao chú rể cho gia đình họ nhà gái. Sự kiện vu quy và sự kiện tân hôn là hai sự kiện có vai trò tương đương nhau, chứ không phải là ở nhà trai mới là tiệc cưới, còn nhà gái mình chỉ sang dự và xin dâu đâu nhá. Báo cáo các bác như vậy, mình sang đấy là mình dự một nửa chương trình của lễ thành hôn, nó mang tên vu quy, và tân hôn nhà mình cũng chỉ là một nửa của sự kiện lễ thành hôn, nó mang tên lễ tân hôn. Nhà gái, nhà trai là tương đồng với nhau, có quyền lợi, vai trò, ý nghĩa như nhau. Cô dâu và chú rể tương đương nhau, mỗi gia đình đều có gia tiên, cũng được tương đương nhau, được kính trọng, được coi trọng, được trân quý, được trọng kính như nhau. Và mình phải trao chú rể, và ông nhà gái ấy, ông phải nhận chú rể, thì lúc đó chú rể mới được gì ạ? Vào đón cô dâu, đặc biệt là mới được phép để thực hiện thắp hương gia tiên. Mình không trao cho người ta thì người ta đâu có nhận, mà họ không nhận thì làm sao chú rể được vào trong phòng cưới để gì ạ? Trao hoa cho cô dâu, và đặc biệt là làm sao chú rể và cô dâu được thắp hương gia tiên. Đó. Và ngược lại thì ông nhà gái cũng thế, không chỉ đưa dâu về nhà chồng rồi sang bên nhà trai, tức là nhà chồng của cô dâu, rồi ông ta mới trao và mới nhận rể, mà ngay tại nhà gái nhà mình, nhà trai người ta xin dâu thì ông nhà gái phải gì ạ? Phải cho chứ, phải đồng ý chứ, tức là phải trao cô dâu. Phải trao thì sau khi kết thúc lễ vu quy thì nhà trai người ta mới dám, mới được đón cô dâu về. Chứ làm sao mà dám dẫn con cháu nhà mình ra khỏi mảnh đất của tổ tiên, phải không ạ? Và gì? Ông nhà gái cũng phải nhận chú rể. Nếu không nhận thì làm sao chú rể dám vào trong phòng cưới đấy, trao hoa cho vợ của mình, rồi làm sao chú rể với cô dâu mà dám thực hiện thắp hương gia tiên. Đó. Nên là ở sự kiện nhà nào các bác cũng cứ trao và cứ nhận như vậy. Cái mục đích lớn nhất thì là vẫn là mong cho con cái, mong cho con cháu nó thành vợ thành chồng, mong hai gia đình kết cái tình thông gia hữu hảo, đoàn kết, văn minh các bác nhé. Mà đúng phân tích ý nghĩa thì nó phải như vậy. Và bây giờ thì Khánh Toàn sẽ làm mẫu lời phát biểu của vị đại diện quan viên họ nhà trai tại sự kiện lễ vu quy. Bây giờ là hơn 3 phút rồi, Khánh Toàn đọc thử rồi, nó chỉ có 70-80 giây thôi. Chúng ta hãy cùng bắt đầu. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, kính thưa toàn thể hôn trường, tôi là bác ruột của chú rể Khánh Toàn, đại diện cho phái đoàn gia đình họ nhà trai. Trước hết xin được bày tỏ sự cảm ơn đối với gia đình họ nhà gái đã đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu, thắm tình, thắm nghĩa, và tổ chức một không gian cho sự kiện lễ vu quy rất sang trọng, lịch sự và ấm áp. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi hôm nay sang đây gồm có đầy đủ các quý cụ, quý ông, quý bà, cô, dì, chú, bác bên nội, bên ngoại của gia đình ông Hùng và bà Phương, cũng như sự có mặt của bà Phương là thân sinh của cháu Khánh Toàn. Với cương vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn gia đình họ nhà trai,
tôi xin có đôi lời như sau. Thứ nhất, để bày tỏ sự thiện chí của ông bà Hồng Phương mong muốn được kết tình thông gia với ông bà Trọng Hằng bên này, và sau đó, sau sự kiện lễ vô quy, sẽ được đón cháu Quỳnh Trang về bên nhà trai tổ chức sự kiện lễ tân hôn. Hôm nay chúng tôi có mặt tại đây cùng với tấm chân thành và có cơi chầu xin dâu để thưa chuyện với quý cụ bên này, cũng như thưa chuyện với ông Trọng và bà Hằng. Thứ hai là sau khi quý cụ, quý ông, quý bà nhận cơ chầu xin dâu thì nhờ các quý cụ bên này kính cáo với gia tiên để cho phép cháu Toàn được vào phòng cưới đón cháu Quỳnh Trang, rồi các cụ hướng dẫn hai cháu thực hiện nghi lễ thắp hương trình diện tổ tiên. Cuối cùng, nhân dịp mùa xuân đang về, kính chúc quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể hôn trường đón một mùa xuân an khang hưởng lộc. Xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời bà Phương cùng với cơ chồng xin dâu bước lên sân khấu. Trân trọng kính mời bà. Đó, báo cáo quý vị như vậy. Và như vậy là Khánh Toàn thiết nghĩ là nó có đúng một phút thôi, đúng có một phút, báo cáo quý vị như vậy nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đọc chậm, các bác bắt đầu chép. Các bác chép thôi, đừng nhìn mặt cháu, nó nhiều nốt ruồi nhé, nó xấu trai. Hôm nay thì vừa đọc cho các bác. Bình thường thì Khánh Toàn toàn nói vo thôi đấy, nhưng mà đọc cho các bác thì có một cái văn bản ngắn ngắn đây, dựa theo để đọc cho nó chính xác câu từ. Chứ còn cái mà vũ khí quan trọng nhất của một vị phát biểu, vũ khí quan trọng nhất của nghệ thuật giao tiếp, vũ khí quan trọng nhất của thuyết trình cũng như giảng dạy, nó nằm ở sự chân thành. Mình phát biểu hay lắm nhưng mà tấm lòng thì không chân thành, người nghe cũng chả chân thành, chỉ bắt bẻ câu từ thôi thì chán chết, phải không ạ? Nên là các bác cứ nói theo kiểu của các bác, không phải học Khánh Toàn làm gì. Đấy, Khánh Toàn là nghề của Khánh Toàn rồi, nghề giảng dạy rồi. Các bác cứ mộc mạc, ề à, chân thành. Miễn là những cái nội hàm, cái ý là mình có thể diện, gút tích được. Cảm ơn người ta này, chào người ta này, giới thiệu thành phần chung chung, tức là đầy đủ quý cụ, ông bà bên nội bên ngoại là đầy đủ rồi. Sau đó là cơ chầu xin dâu này, rồi là gì, muốn trao cô dâu này, vì muốn nhận chú rể, vân 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 vân. Là các bác cứ như vậy. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu. Một lớn, lời phát biểu của vị đại diện quan viên hội nhà trai tại sự kiện lễ vu quy. Các bác ghi, Khánh Toàn sẽ đọc nhanh hơn một chút nhé. Cái video ngày hôm qua Khánh Toàn đọc thì nó hơi chậm. Phát biểu của vị đại diện tại đám cưới nhà gái. Đó, các bác ghi như vậy cho nó ngắn. Về cái phần nội hàm, tức là cái đại ý của lời phát biểu này, các bác mở cái ngoặc đơn, mình ghi là đại ý, tức là những cái ý chính đó. Hai chấm. Chào, cảm ơn. Mình chào người ta, mình cảm ơn người ta. Chào, phẩy, cảm ơn, gạch ngang. Giới thiệu thành phần chung chung. Giới thiệu chung chung thì các bác nhé. Giới thiệu thành phần chung chung. Gạch ngang. Ý kiến cơi trầu xin dâu. Đó, mình tỏ cái thành ý, tỏ cái tấm chân tình của nhà trai đối với nhà gái. Ý kiến cơi trầu xin dâu. Ý kiến cơi trầu xin dâu. Và mình bày tỏ cái nguyện vọng trao rể. Các bác ghi gạch ngang, trao rể. Mình phải trao đấy, người ta phải nhận. Thì con rể của mình, chú rể của mình gì ạ? Mới, xin lỗi, chú rể Khánh Toàn mới được vào để trao hoa, mới được vào để thắp hương. Chứ tự nhiên mình không trao rồi người ta không nhận là không có quyền được vào đâu ạ, phải không ạ? Rồi, đại ý là như vậy. Các bác xuống dòng, gạch đầu dòng để mình ghi lời dẫn. Xuống dòng, lời dẫn. Rồi, gạch đầu dòng. Kính thưa ban tổ chức. Kính thưa ban tổ chức. Cái câu ban tổ chức này các bác hoàn toàn có thể nói, hoàn toàn có thể không. Thì mình kính thưa quý cụ ông bà luôn cũng không sao. Bất cứ một cái sự kiện nào đều có ban tổ chức các bác nhé. Có ban tổ chức, ban lễ tân, ban hậu cần, ban khánh tiết, nhiều ban bệ đó. Đó, ban tổ chức tiệc cưới, ban tổ chức lễ tân gia, trong đám hiếu cũng có ban tổ chức. À, các bác ạ, nha. Họp hội khóa vân vân, cái gì cũng ban tổ chức hết. Đình đền chùa, đó, khánh thành vân vân, cổng làng có ban tổ chức.
Kính thưa ban tổ chức, phải kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà. Một số nơi thì người ta cứ gộp luôn là kính thưa quý cụ, ông bà. Đó, nhưng mà kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà. Gạch ngang, thưa toàn thể hôn trường. Đối với Khánh Toàn thì bao giờ những cái câu kính thưa đầu tiên là những câu rất quan trọng, mình gần như phải liệt kê được rất nhiều thành phần, đúng không ạ? Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, thưa toàn thể hôn trường. Rồi xuống dòng, mình giới thiệu mình là ai đấy ạ? Tôi là bác ruột của chú rể Khánh Toàn. Tôi là bác ruột của chú rể Khánh Toàn. Các bác mà không uốn được cái từ R với chú rể thì các bác cứ dùng non lai lai chữ ZD, nhưng mà các bác thêm âm chét vào. Ví dụ như là các bác không dùng được như Khánh Toàn, Khánh Toàn thì hay dùng là tôi là bác ruột của chú rể Khánh Toàn. Đó, còn đâu các bác có thể dùng là tôi là bác ruột của chú rể Khánh Toàn. Bác ruột của chú rể Khánh Toàn. Đó, chứ nếu mà bác ruột chú rể thì nó là ZD mất ạ. Đó, cô dâu cơ, chú rể. Tôi là bác ruột của chú rể Khánh Toàn, đại diện cho phái đoàn gia đình họ nhà trai. Đại diện cho phái đoàn gia đình họ nhà trai. Chấm xuống dòng. Trước hết, xin được bày tỏ sự cảm ơn. Trước hết, xin được bày tỏ sự cảm ơn đối với gia đình họ nhà gái. Đối với gia đình họ nhà gái. Trước hết, xin được bày tỏ sự cảm ơn đối với gia đình họ nhà gái đã đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu, thắm tình, thắm nghĩa. Trước hết, đã đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu, thắm tình, thắm nghĩa. Cho Khánh Toàn lấy cốc nước uống. Nước muối gừng chanh các bác ạ, nó rất tốt cho cổ họng. Tôi là bác ruột của chú rể Khánh Toàn, đại diện cho phái đoàn gia đình họ nhà trai. Trước hết, xin bày tỏ sự cảm ơn đối với gia đình họ nhà gái đã tiếp đón chúng tôi rất nồng hậu, thắm tình, thắm nghĩa và tổ chức một không gian cho lễ vu quy rất sang trọng và ấm áp. Và tổ chức một không gian, mình gì ạ? Mình phải khen ngợi người ta. Người ta là chủ, phải không ạ? Mình là nhà trai đến, mình khen ngợi họ chu đáo, tổ chức cái không gian cho cái sự kiện lễ vu quy rất là sang trọng, ấm áp đó, và lịch sự. Và tổ chức một không gian cho lễ vu quy rất sang trọng, ấm áp và lịch sự. Cầu kỳ một chút, nhưng mà nó thể hiện được cái sự chân thành, thể hiện được sự hiểu biết, thể hiện được sự văn minh của cái ông đại diện đấy, cũng như là cho cả gia đình họ nhà trai. Và tổ chức một không gian cho lễ vu quy rất sang trọng, ấm áp và lịch sự. Chấm xuống dòng. Kính thưa toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị. Bây giờ mình giới thiệu chung chung về thành phần. Kính thưa toàn thể quý vị. Đoàn chúng tôi hôm nay sang đây. Kính thưa toàn thể quý vị. Phái đoàn chúng tôi ngày hôm nay sang đây có đầy đủ sự hiện diện. Có đầy đủ sự hiện diện. Có đầy đủ sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác. Mình viết nó lâu nhưng mà các bác mà thuộc xong các bác đọc có một phút thôi đấy, 6-70 giây thôi các bác ạ. Kính thưa quý vị, đoàn chúng tôi hôm nay sang đây
gồm có đầy đủ sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, bên nội, bên ngoại của gia đình ông Hùng và bà Phương. Ông Hùng, bà Phương là bố và mẹ của chú rể Khánh Toàn. Các bác cứ ghi, sau các bác sau này mình sửa sau. Có đầy đủ các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, bên nội, phải bên ngoại của gia đình ông Hùng, bà Phương. Phải cũng như bạn bè thân thiết của cháu Khánh Toàn. Cũng như bạn bè thân thiết của cháu Khánh Toàn. Gạch ngang. Đặc biệt là sự có mặt. Đặc biệt là sự có mặt của bà Phương, thân sinh của cháu Khánh Toàn. Tức là đặc biệt là sự có mặt của mẹ của chú rể đấy ạ, đúng không? Để tí nữa là bà đó là lên sân khấu. Tuy nhiên tiệc cưới nào mà mẹ của chú rể mà không có, tức là hoặc không còn nữa, thì các bác sẽ bỏ đoạn này. Tức là không cần đặc biệt phải có bà nào. Là tí nữa mình giới thiệu một bà đại diện cho gia đình họ nhà trai có cơ chầu lên để xin dâu thôi, phải không ạ? Đó, là bà đại diện. Bà này sẽ thay mặt cho bố và mẹ của chú rể nhé. Đặc biệt là sự có mặt của bà Phương, gạch ngang, thân sinh của cháu Khánh Toàn. Chấm xuống dòng. Với cương vị trưởng đoàn, đại diện cho nhà trai, tôi xin có đôi lời như sau. Với cương vị trưởng đoàn đại diện cho nhà trai, tôi xin có mấy lời như sau. Đó. Các bác cứ ẻ ả đọc thôi nhé, nhịp nhàng chậm, đừng vội. Những câu kính thưa quý vị hay kính thưa toàn thể quý vị là các bác lưu ý đọc thật chậm thì nó sẽ không bị rối ở phần sau. Kính thưa toàn thể quý vị là mình sẽ bị rối vì như vậy là nó sẽ hơi nhanh. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, cô, dì, chú, bác, kính thưa hai gia đình. Các bác đọc chậm như vậy đấy. Đó nha. Rồi chúng ta tiếp ạ. Xin đọc lại một đoạn ạ. Với cương vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai, tôi xin có đôi lời như sau. Đó, các bác đọc kiểu như vậy. Xuống dòng. Đánh dấu cộng thứ nhất. Đánh dấu cộng. Thứ nhất phải. Để bày tỏ thiện chí của ông Hùng bà Phương. Để bày tỏ thiện chí của ông Hùng bà Phương. Muốn được kết tình thông gia với ông Trọng và bà Hằng. Thứ nhất, để bày tỏ thiện chí của ông Hùng và bà Phương, muốn được kết tình thông gia với ông Trọng và bà Hằng bên này. Chấm. Cũng như sau lễ vu quy. Cũng như sau lễ vu quy. Phái đoàn chúng tôi sẽ được đón cháu Quỳnh Trang về bên nhà trai để tổ chức sự kiện lễ tân hôn. Cũng như sau lễ vu quy, phái đoàn chúng tôi sẽ được đón cháu Quỳnh Trang về bên nhà trai để tổ chức sự kiện lễ tân hôn.
Các bác lưu ý là lễ tân hôn chứ không phải lễ thành hôn các bác nhé. Rất nhiều bác là được đón cháu Quỳnh Trang về bên nhà trai tổ chức lễ thành hôn. Báo cáo các bác, lễ thành hôn tức là một nửa nhà gái, một nửa nhà trai. Bây giờ là mình vẫn đang dự là gì ạ? Lễ thành hôn đấy ạ. Nhưng mà ở nhà gái thì người ta gọi đó là vu quy, còn nhà trai mình là tân hôn đó. Còn đâu khi nào thì mình dùng lễ thành hôn ạ? Đó là khi các bác mà phát biểu ở trong tiệc cưới tổ chức trong khách sạn, trong nhà hàng. Về cơ bản là mình cứ thấy là hai nhà mà tổ chức chung một nơi đó đều có nội ngoại nhà trai, có nội ngoại nhà gái, đầy đủ bố mẹ cô dâu, bố mẹ chú rể, ăn uống tưng bừng, bạn bè cô dâu, bạn bè chú rể, phong bì đóng chung hoặc là mừng, nhưng mà tổ chức chung một nơi thì ở đó người ta gọi là lễ thành hôn. Chứ ở đó mà ghi lễ tân hôn thì không được, xúc phạm nhà gái, mà ghi lễ vu quy thì cũng không được, xúc phạm nhà trai, đúng không ạ? Lễ thành hôn đó. Còn ở đây là tại tư gia nên là các bác các chú phải dùng từ chuẩn, đó là được đón cháu Quỳnh Trang về bên nhà trai để tổ chức sự kiện lễ tân hôn đó. Chấm xuống dòng. Hôm nay chúng tôi có mặt tại đây. Hôm nay chúng tôi có mặt tại đây. Hôm nay chúng tôi có mặt tại đây. Phải và có cơi trầu. Và có cơi trầu xin dâu. Cơi trầu xin dâu. Cơi trầu xin dâu. Trong cái cơi trầu xin dâu thì các bà đi ấy, thì lưu ý chúng ta sẽ để lẻ các bạn về về cái số lượng ấy, về cái số món ấy, thì nó là lẻ. Ví dụ như là gì ạ? Cau là 1 này, lá trầu là 2 này, thuốc lá là 3 này, có chè là 4 này, cái bánh phu thê này là 5 này, hoặc là một cái gì đó là 5, hoặc là 7, hoặc là 9. Nhưng mà nếu mà để cau, để một món thì lại phải để chẵn các bác nhé. Để một món thì chẵn. Ví dụ thuốc là 2. Đó, vì nó là cặp đôi đấy ạ. 2 là cặp đôi, chẵn là cặp đôi để dành cho cô dâu và chú rể. Còn cái số lượng chung lẻ là để người ta kính cáo lên bàn thờ tổ tiên. Nó giống việc mà số chẵn là số dương, còn số lẻ là số âm. Đó. Y như là mình đi lễ dẫn cưới đấy. Cái tổng số các mâm sinh lễ thì là phải 5, 7, 9, 11 lẻ. Nhưng mà trong từng cái mâm một ấy, thì nó lại phải là số chẵn. Đó, số cặp đôi. Các bác lưu ý như vậy. Thực ra cái này thì nó chỉ về là tín ngưỡng thôi ạ. Và tín ngưỡng chỉ còn như cháu đã nói, không sao. Như Khánh Toàn đã nói, không sao. Quan trọng nhất là cô dâu chú rể yêu thương nhau. Và hai gia đình là có sợ lợi không? Đấy, có chân thành không? Hay là cứ nhòm ngó bắt bẻ thì khổ con khổ cháu. Phải không ạ? Đó, mình hiểu biết thôi. Để mình đi mà làm sao cho tránh tình trạng có những cái ông mà cứ bới móc, cái ông thì khó tính, khó chịu, không bắt bẻ được mình. Thế thôi. Vậy mà vẫn bị bắt bẻ đấy các bác ạ. Mình cứ cố gắng hạn chế, phải không ạ? Hôm nay chúng tôi có mặt tại đây và có cơi trầu xin dâu. Các bác viết tiếp ạ. Để thưa chuyện với quý cụ, quý ông bà bên này. Và có cơi trầu xin dâu để thưa chuyện với quý cụ, quý ông bà bên này. Cũng như ông bà Trọng Hằng. Đấy, ông Trọng và bà Hằng. Mình có cơi trầu mình mang sang để mình thưa chuyện với các cụ bên gia đình họ nhà gái. Thưa chuyện với cả bố mẹ của cô dâu. Cơ bản là như vậy, ý như vậy đấy. Chấm xuống dòng. Các bác đánh dấu cộng thứ hai. Chấm xuống dòng. Thứ hai, sau khi nhận cơi trầu xin dâu. Thứ hai là sau khi nhận cơi trầu xin dâu. Đấy, các bác nói cái giọng điệu nó chân thành như vậy. Thứ hai là sau khi chấp nhận cơi trầu xin dâu. Thì nhờ các cụ, các ông, các bà bên này. Đó. Mình viết, cái văn viết là một chuyện. Nhưng khi chuyển sang khẩu âm, chuyển sang cái văn nói, thì các bác lại diễn đạt nó có thể e à, nó có thêm những cái từ nối như là và, thì, đó.
Mình mà viết như vậy thì nó cứ ề à, nhưng mà đọc thì lại phải ề à. Chứ đọc mà thao thao bất tuyệt thì giống như đa cấp, chán chết nhé. Như vậy không phải là thuyết trình các bác ạ. Thứ hai là sau khi chấp nhận cưa trầu xin dâu thì nhờ các cụ, các ông bà bên này kính cáo với gia tiên. Thì nhờ các cụ, các ông bà bên này kính cáo với gia tiên để cho phép cháu Toàn được vào phòng cưới đón cháu Quỳnh Trang. Để cho phép cháu Toàn được vào phòng cưới đón cháu Quỳnh Trang. Đấy, mình phải gì? Cũng như là mình gửi gắm chú rể, phải không ạ? Thì người ta đồng ý thì chú rể của nhà mình mới được vào trao hoa cho cô dâu và được thắp hương gia tiên. Chứ tự nhiên ông sang ông chỉ xin dâu thôi, thế mà người ta có được nhận rể đâu. Thế tại sao chú rể lại dám vào hương đường để thắp hương gia tiên? Một cái việc nó trọng đại như vậy. Đó. Để cho cháu Toàn được vào phòng cưới đón cháu Quỳnh Trang. Phải. Rồi các cụ hướng dẫn cháu thực hiện nghi lễ thắp hương trình diện tổ tiên bên này. Đó. Rất là lịch sự và văn minh. Mà gì ạ, cũng rất là chu đáo và chân thành. Để cháu Toàn được vào phòng cưới đón cháu Quỳnh Trang. Rồi các cụ hướng dẫn cháu thực hiện nghi lễ thắp hương trình diện tổ tiên bên này. Đấy, được thắp hương, được trình diện tổ tiên bên đằng vợ đấy, đúng không? Nó có ý nghĩa và thú vị như vậy. Rồi các cụ hướng dẫn cháu thực hiện nghi lễ thắp hương trình diện tổ tiên bên này. Nhà nào cũng là một tiệc cưới, nhà gái là một tiệc cưới, nhà trai là một tiệc cưới. Đó, nó chỉ là khác cái tên thôi. Nhà gái là lễ vu quy, nhà trai là lễ tân hôn. Tất cả nghi thức nghi lễ đều có tầm quan trọng như nhau cả. Các bác xuống dòng, gạch đầu dòng. Cuối cùng, nhân dịp mùa xuân đang về. Không, cái này thì tùy cơ ứng biến phải không ạ? Đây là mùa xuân thì mình nói nhân dịp mùa xuân đang về. Hoặc là nếu không thì cuối cùng thôi. Cuối cùng trước khi dừng lời. Đó. Kính chúc quý cụ, quý ông, quý bà. Còn đâu mình thấy gần năm mới, gần mùa xuân như những cái tháng này chẳng hạn, mình hoàn toàn có thể chúc vì cũng chuẩn bị Tết Tây đến nơi rồi, phải không ạ? Cuối cùng, nhân dịp năm mới đang về, nếu mà Tết Tây phải không ạ? Tết ta thì nhân dịp mùa xuân đang về. Còn nếu không thì cuối cùng, trước khi ngừng lời, tôi xin kính chúc quý cụ, quý ông, quý bà và toàn thể hôn trường. Hôn trường là nơi gì ạ? Tổ chức hôn lễ. Đó, hôn trường. Hội trường là một cái trung tâm, một cái nơi tổ chức các cái hội họp, đúng không ạ? Đó, các cái cuộc họp, các cái lễ hội, nó mang tính chính trị. Khán phòng là một cái nơi, một cái phòng mà có khán giả dự cho rất nhiều các cái cuộc hội thảo khác nhau, không cần chủ đề nào cả, thì đều gọi là khán phòng. Ở trong Thượng Thọ thì người ta ở trong cái ví dụ như là cái chỗ hương đường, mà dưới cái hương đường thì có cái bàn để cho hai cụ ngồi thượng thọ, thì người ta gọi là thọ đường, phải không ạ? Đấy, nó cứ chia ra như vậy. Cuối cùng, nhân dịp mùa xuân đang về, kính chúc toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể hôn trường và toàn thể hôn trường đón một mùa xuân, đón một năm mới an khang hưởng lộc, hoặc là an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Đón một mùa xuân an khang hưởng lộc, đón một năm mới an khang thịnh vượng. Đó. Hoặc là chúc toàn thể hôn trường sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Tùy theo các bác cứ viết, sau này mình sửa nó theo mùa. Chân thành cảm ơn. Nhưng mà sau đó thì gì ạ? Ông đại diện nhà trai sẽ mời mẹ của chú rể. Đó, đó là mời bà Phương với cái cơ chầu xin dâu, hoặc là mời cái bà đại diện
mà có cái cơ trầu xin dâu lên sân khấu để tí nữa bà đó trao cho đằng gái, trao cho mẹ của cô dâu nhé. Nhiều MC không biết làm đâu các bác ạ. Các bác mà làm mà giới thiệu như thế này thì người MC người ta nhàn lắm. Đó, nhàn. Chứ không là nhiều MC cũng giới thiệu tùm lum tùm la lắm. Lại vào trong nhà trao mất ấy, đúng không? Ngay tại sân khấu, trao tại sân khấu, trao cơ trầu xin dâu tại sân khấu. Đó. Thế còn nhiều nhà mà các cụ mà cứ muốn phát biểu trong nhà thì trao trong nhà có làm sao không? Dạ không sao cả. Không sao cả. Đấy. Nhưng mà cái người MC mà người ta tài năng ấy thì họ có thể tư vấn cho gia chủ đó là có cái sân khấu đẹp như thế này. Các quý cụ, quý ông, quý bà ngồi hết ở ngoài sân khấu. Trong nhà chỉ các cụ 90-95 thôi. Móm mém thôi, yếu rồi. Đấy, sợ ồn ào thôi. Các vị đại diện cũng cứ ngồi hết ngoài. Ở thành phố toàn như vậy hết. Ở những nơi văn minh toàn như vậy hết các bác ạ. Đấy. Mà rõ ràng thì như Khánh Toàn là người ở quê. Mà Khánh Toàn phải công nhận một điều đó là công nhận những bà con nhân dân ở thành phố, thành thị. Họ văn minh hơn mình đấy. Chứ không phải là mình chê bai nhà quê đâu. Và chúng ta đang gì ạ? Đang học dần các văn minh ở các nơi. Cũng như nước mình phải học rất nhiều những cái văn minh của nước ngoài. Bên cạnh là gìn giữ những cái cổ truyền, cái tập tục, tập quán mà nó mang tính mỹ tục, tức là nét đẹp. Nhưng mà cũng sẵn sàng đào thải những cái gì nó thuộc về những cái hủ tục. Phải không ạ? Đó, nha. Thế thì cứ tư vấn để tất cả quý cụ ông bà ngồi ngoài sân khấu, ngồi ngoài hôn trường mà dự tiệc cưới cho con cháu, cho nó vui tươi. Đúng không ạ? Việc cưới là việc vui. Cần phải loan tin báo hỷ, loan tin mừng cho khắp nơi. Làm sao các cụ lại cứ phải giấm dúi phát biểu miệng không ở trong nhà. Loa thì mở to, tiếng ồn thì lớn. Thế thì cứ cụ A nói thế thì cụ B cứ gật gù xin cảm ơn. Có nghe đâu mà cảm ơn các cụ. Chán chết nhá. Mình ngẫm kỹ ra thì đúng thế thật. Nhạc cứ to, người cứ ồn ào. Micro không có, ông nhà trai đứng lên phát biểu như thế này hay dở cũng chả biết. Thế thì ông nhà gái cũng cứ như là lắng nghe, vừa uống nước chè vừa gật gù. Vâng, vâng, tôi xin cảm ơn. Vâng, có nghe được gì đâu mà vâng. Đấy, mình cứ đả đảo, cứ bài trừ mấy cái thứ đại biểu ngậm tâm ở trong quốc hội vân vân đi họp vận vậy mà về nhà mình lại làm như vậy, đúng không ạ? Thế thì báo cáo các cụ như vậy. Còn nếu ở trong nhà thì có sao không? Tức là chắc chắn không sao cả. Hai bà thông gia trao cho cơ trầu, trao nhận cơ trầu xin dâu, hai ông đại diện phát biểu trong nhà không ảnh hưởng gì cả. Đấy, nhưng mà tức là theo cháu thì là mình cứ ra ngoài sân khấu nha, chân thú vị. Rồi, thế thì sau đó là ông đại diện nhà trai sẽ mời mẹ của chú rể với cơ trầu xin dâu lên. Vâng. Bây giờ xin mời bà Phương cùng cơ trầu xin dâu mời bà bước lên sân khấu. Thế nên lúc này là cái bà mẹ của chú rể là bước lên sân khấu. Đấy. Chú rể vẫn ngồi bàn hoa, thậm chí chú rể mà đứng lên sân khấu có sao? Dạ cũng không sao. Để sau đó là chú rể vào trong phòng cưới trao hoa rồi chuẩn bị thực hiện thắp hương gia tiên. Đó. Bây giờ xin mời tất cả các cô chú chúng ta cách hai dòng. Chúng ta ghi hai là phát biểu đáp từ của nhà gái. Đó, ông nhà trai phát biểu trước, bây giờ đến ông nhà gái ạ. Các cô chú an tâm, mình ghi vậy thôi. Đấy, như Khánh Toàn ở đầu video đã đọc rồi. Nó có 60-70 giây thôi. Thế thì gặp các bác hơn nữa thì rơi vào có 80 giây thôi các bác ạ. Hai, phát biểu của nhà gái. Về cái đại ý của ông nhà gái thì như sau. Các bác xuống dòng, mở ngoặc kép, mở một cái ngoặc kép ạ. Cái đại ý đấy, là ý, cái nội dung chính ấy, đó là đón chào. Mình là chủ nhà, mình đón chào phái đoàn nhà trai đến, phải không? Đón chào. Rồi là mình chủ nhà thì mình đón chào xong thì mình phải mời người ta tham dự tiệc, tức là mời tiệc ngọt. Đón chào, gạch ngang, mời tiệc ngọt. Đây nó như công thức ạ. Gạch ngang. Sau là gì ạ? Tôi là ai? Đó, bên kia người ta giới thiệu tôi là ai, mình cũng tôi là ai, phải không ạ? Xong gạch ngang. Chấp nhận ý kiến. Chấp nhận ý kiến. Phải cơ trầu xin dâu. Người ta sang, người ta có cơ trầu, họ trao cơ trầu, mình phải chấp nhận, phải không ạ? Họ có ý kiến rồi, để ngỏ ý, để ngỏ tấm chân thành rồi, ông phải chấp nhận chứ. Đấy. Nên là có cái câu rất hay đó là hoàn toàn nhất trí và đồng ý. Chấp nhận ý kiến cơ trầu xin dâu, gạch ngang và đồng ý nhận chú rể. Đấy, không phải sang nhà trai mình mới nhận đâu, mà ngay tại nhà gái thì mình cũng phải nhận. Mình không đồng ý nhận chú rể thì làm sao mà cái cháu Khánh Toàn dám ôm bó hoa
mà nó tự nhiên chui ngay vào trong cái buồng, chui ngay vào trong cái phòng cưới để nó trao hoa cho cháu gái mình, tên là cô dâu. Rồi hai đứa lại tự nhiên khơ khơ ra đứng trước hương đường tổ tiên nhà mình mà vái lại không được, phải không ạ? Mặc dù về cơ bản thì họ đã đăng ký kết hôn rồi, về cơ bản thì chuyện người lớn đã đồng ý ở lễ ăn hỏi dẫn cưới rồi, phải không ạ? Tuy nhiên cái nào ra cái nấy, hôm nay là vu quy, nó có cái quy củ của nó. Hôm dẫn cưới ăn hỏi là việc của người lớn, nhưng hôm nay là việc của hai cháu, mà ông cũng phải đồng ý. Đó, nó hay ở cái chỗ đấy đấy. Nên là các bác các chú cũng đừng có nghe ai, mình phải hiểu điều đó. Mình không chấp nhận thì toàn làm sao mà nó dám vào để thắp hương gia tiên, phải không ạ? Rồi, và bây giờ thì 35 phút Khánh Toàn sẽ gì ạ? Đọc thử các bác xem nhé. Đọc luôn. Rồi, 35 phút rồi. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý cụ, quý ông bà, kính thưa toàn thể hôn trường, tôi là chú ruột của chú rể Khánh Toàn. À, xin lỗi tất cả các bác, cháu đọc nhầm của cái nhà ấy rồi, đọc gầm của nhà trai rồi. Xin mời ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể hội hôn, tôi là chú ruột của cô dâu Quỳnh Trang. Trước hết, tôi xin đại diện cho gia đình họ nhà gái và thay mặt cho ông Trọng và bà Hằng xin được gửi đến toàn thể quý vị một lời chào, một lời chúc tốt lành và xin được mời tiệc trà, tiệc ngọt đến toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, qua ý kiến phát biểu của vị đại diện cho quan viên họ nhà trai, tôi đại diện cho gia đình họ nhà gái thay mặt cho ông Trọng, bà Hằng xin hoàn toàn nhất trí và đồng ý với ý kiến của vị đại diện cho phái đoàn quan viên họ nhà trai. Chúng tôi chấp nhận cơ chầu xin dâu của nhà trai đã dành cho nhà gái, cũng như đồng ý sẽ kết hợp với phái đoàn nhà trai đưa cháu Quỳnh Trang về nhà chồng tại Bắc Ninh để tổ chức lễ tân hôn sau khi sự kiện lễ vu quy được khép lại. Và tôi cũng đồng ý nhận cháu Khánh Toàn trở thành một chàng rể cho dòng tộc nội ngoại của gia đình chúng tôi. Bây giờ xin mời bà Hằng là mẹ của cháu Quỳnh Trang lên sân khấu để nhận cơ chầu xin dâu. Sau đó mời bà sẽ hướng dẫn cháu Khánh Toàn vào trong phòng cưới trao hoa cho vợ của cháu, rồi sẽ chuẩn bị thực hiện nghi lễ thắp hương trình diện tổ tiên tại trước hương đường. Xin mời bà. Cuối cùng, trước khi ngừng lời, tôi xin chúc toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà và hai gia đình luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an khang, thịnh vượng. Chân thành cảm ơn. Đó, báo cáo với quý ông như vậy. Như vậy là chúng ta cũng chỉ có 70 giây thôi nha, báo cáo các cụ như vậy. Rồi, báo cáo các bác, các chú như vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu gì ạ? Bắt đầu chép. Nào, các bác, các chú xuống dòng, gạch đầu dòng thứ nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà. Đó. Hoặc là kính thưa quý cụ, ông bà. Các bác có thể dùng những cái từ nó sang trọng hoặc những từ nó bình dân. Trên phần trên thì mình là kính thưa các quý cụ, quý ông, quý bà rồi. Bây giờ thì kính thưa các cụ, các ông, các bà. Kính thưa các cụ, các ông, các bà. Kính thưa toàn thể hôn trường. Đó, thế là chung hết rồi không ạ? Kính thưa toàn thể hôn trường. Chấm. Tôi là chấm chấm chấm. Đó, bác ruột, chú ruột của cô dâu Quỳnh Trang. Tôi là chấm chấm chấm. Xuống dòng. Trước hết, xin đại diện cho gia đình họ nhà gái. Trước hết, xin đại diện cho gia đình họ nhà gái. Và thay mặt cho ông Trọng và bà Hằng, tức là bố và mẹ của cô dâu, phải không ạ? Trước hết,
Tôi xin đại diện cho gia đình họ nhà gái và thay mặt cho ông Trọng và bà Hằng. Xin được nhiệt liệt đón chào sự có mặt rất đông đủ của phái đoàn quan viên họ nhà trai. Trước hết tôi xin đại diện cho gia đình họ nhà gái thay mặt cho ông Trọng và bà Hằng xin nhiệt liệt đón chào sự có mặt rất đông đủ của toàn thể quý vị phái đoàn quan viên họ nhà trai. Đã có mặt tại hôn trường nhà gái. Xin nhiệt liệt đón chào sự có mặt của đông đủ. Sự có mặt đông đủ của quý vị phái đoàn quan viên họ nhà trai đã có mặt tại hôn trường họ nhà gái. Xuống dòng. Kính thưa quý vị, đó, các bác đọc như vậy cho nó tình cảm. Kính thưa quý vị, qua ý kiến phát biểu của vị đại diện cho phái đoàn gia đình họ nhà trai, qua ý kiến phát biểu của vị đại diện cho phái đoàn gia đình họ nhà trai. Tôi đại diện cho gia đình họ nhà gái. Xin hoàn toàn nhất trí và đồng ý. Qua ý kiến phát biểu của vị đại diện cho quan viên họ nhà trai, tôi đại diện cho gia đình họ nhà gái xin hoàn toàn nhất trí và đồng ý với lời phát biểu của ông. Đó, giọng điệu nó như vậy cho nó tình cảm các bác ạ. Hoàn toàn nhất trí và đồng ý với lời phát biểu của ông. Chấm. Chúng tôi chấp nhận cơi chầu xin dâu của nhà trai dành cho nhà gái. Chúng tôi chấp nhận cơi chầu xin dâu của nhà trai dành cho nhà gái. Gạch ngang. Và đồng ý nhận cháu Khánh Toàn trở thành một trang rể của dòng tộc chúng tôi. Một dòng tộc thì có bên nội bên ngoại, đúng không ạ? Đó. Một gia đình thì có hai họ, đó, hai họ tạo nên một dòng tộc. Một gia đình thì gồm có họ nội, họ ngoại, tức là nhau giống việc ở bên mẹ, bên bố chúng ta. Xong là cả một cái dòng tộc, thế là bên nội, bên ngoại, thì có họ nội, họ ngoại trong cái dòng tộc đấy, phải không ạ? Nên tại sao là những lần mà dỗ tổ hay dỗ tộc họ, thế là cứ có phải cả dâu rể được về dự là như vậy. Chứ đâu có chỉ bên nội mới được về, phải không ạ? Con gái, gái làng hay là gái trong họ đi lấy chồng xa được về. Rồi là con dâu, con rể được về dự. Đó, mình hiểu nó như vậy. Giống như là hai gia đình
ba bề và bốn bên. Hai gia đình là gia đình nhà trai, gia đình nhà gái. Mỗi gia đình nó có cái biểu tượng bằng một cái ngôi nhà. Ngôi nhà, đúng không? Là gia đình nhà trai, gia đình nhà gái. Nhưng mà gia đình nhà trai thì xong là kính thưa ba bề, các cụ ngày xưa là cứ ba bề bốn bên đấy, phải không ạ? Bốn bên rồi tận tám họ cơ. Bây giờ thì cái câu đài từ nó không hay, nên là các vị đại diện có thể phát biểu được, chứ người dẫn chương trình thì không nên dùng. Nhưng mà ba bề là ai? Là bề trên, bề ngang đồng cấp và bề dưới. Đó, thế là mới kính thưa các quý cụ. Quý cụ bề trên, không ạ? Quý ông bà, cô dì, chú bác. Đó, bề bề ngang ngang một chút xong là các anh chị em, nam nữ thanh niên, các cháu. Nó có ba bề như vậy. Bề cấp trên chúng ta và đồng cấp chúng ta và cấp dưới của chúng ta trong họ đấy ạ. À, còn đâu bốn bên, thế là hai gia đình bốn bên, mỗi gia đình có hai bên, bên nội và bên ngoại. Nhà trai có hai bên, nhà gái có hai bên. Thế là Khánh Toàn mới dùng từ là quan viên và bốn họ. Quan viên là các quan khách, viên khách. Quan viên được hiểu là những người không có họ, những người bằng hữu đến tham dự ngày hôm nay, gồm có đồng môn, đồng niên, đồng chí, đồng ngũ, đồng nghiệp, đồng nát đến tham dự. Còn bốn họ cho hai gia đình, họ nội ngoại của gia đình nhà trai, nội ngoại gia đình nhà gái, chứ không phải là họ Lê, họ Trần, họ Phạm, họ Tào Lao, Miếng Lao nhá, ở trong tiệc cưới á. Đó, nó là như vậy. Những người có họ nha, bốn họ. Rồi, chúng ta tiếp ạ. Đến đâu rồi các bác ơi? Chúng tôi chấp nhận cơ trầu xin dâu của nhà trai dành cho nhà gái và đồng ý nhận cháu Khánh Toàn trở thành một chàng rể của dòng tộc chúng tôi. Gạch ngang. Và sau khi sự kiện lễ vu quy khép lại, và sau khi sự kiện lễ vu quy khép lại, Chúng tôi cũng vui mừng đồng ý kết hợp với phái đoàn nhà trai đưa cháu Quỳnh Trang về nhà chồng. Sau khi sự kiện lễ vu quy khép lại, chúng tôi vui mừng đồng ý kết hợp với phái đoàn nhà trai phải để đưa cháu Quỳnh Trang về bên nhà chồng tổ chức sự kiện lễ tân hôn. Đấy, rất diện rõ ràng và rành mạch nó như vậy, rất là riêng biệt. Nhà nào cũng có đầy đủ các nghi thức nghi lễ và với sự tôn kính, sự tôn trọng, sự trân quý tương đương nhau. Kết hợp với phái đoàn gia đình họ nhà trai để đưa cháu Quỳnh Trang về bên nhà chồng tổ chức sự kiện lễ tân hôn. Có rất nhiều các bác mà cứ hay lỗi miệng một tí là bao giờ cũng có gì ạ, thân bằng cố hữu, rồi là đưa tiễn cháu Quỳnh Trang. Những cái câu đó là rất sơ suất lớn á. Cháu gọi là những cái từ nó tương đối phạm húy, nó có nhiều cái sắc màu không liên quan đến tiệc cưới, đúng không ạ? Từ tiễn đưa nó giống như là mình tiễn biệt ấy. Mình vĩnh biệt rồi đấy, nó dành cho cái việc khác, đúng không ạ? Hay là thân bằng cố hữu, vì cái chữ cố tức là gì ạ? Là những người đã mất rồi. Cố thủ tướng đấy, cố gì, đúng không? Cố nhạc sĩ, những người đã mất rồi. Thế cố hữu đó thì nó dành cho cái việc nhang khói, việc khác cơ, việc hiếu cơ. Nên là nó chỉ có vị đồng môn, đồng niên, đồng nghiệp, đồng chí, đồng ngũ, các quý vị quan khách, quý vị khách mời, quý vị bằng hữu, quý cụ, quý ông bà, là cô dì, chú bác, bên nội, bên ngoại, ngày vui tụ tập. Toàn những người đang sống, phải không ạ? Nha. Nên là cố gắng là các bác tham khảo, nhưng mà thêm bớt ở trong cái phạm vi để nó phù hợp. Chứ cũng có nhiều từ phạm húy là chúng ta không nên thay thế. Khánh Toàn thì không dám nói Khánh Toàn là tất cả, tuy nhiên thì rất mong muốn làm sao mà để các bác cũng hạn chế bớt cái rủi ro, tức là với cái rủi ro thấp nhất. Chúng ta tiếp tục thôi. Rồi, để đưa cháu Quỳnh Trang về bên nhà chồng tổ chức sự kiện lễ tân hôn, chấm xuống dòng. Và bây giờ xin mời bà Hằng, mẹ của cháu Quỳnh Trang, lên sân khấu nhận cơ trầu xin dâu. Đó, bên kia ông ấy mời một bà mẹ chú rể lên sân khấu, mình cũng mời mẹ cô dâu lên. Hay lắm. Và bây giờ
xin mời bà Hằng, mẹ của cháu Quỳnh Trang, sẽ lên sân khấu để nhận cơi chầu xin dâu. Chấm. Sau đó nhờ bà hướng dẫn cháu Khánh Toàn. Sau đó nhờ bà hướng dẫn cháu Khánh Toàn vào phòng cưới. Vào phòng cưới đón vợ cháu, tức là đón cô dâu đấy. Xin mời cháu Khánh Toàn vào phòng cưới đón cháu Quỳnh Trang. Rồi chuẩn bị thực hiện nghi lễ. Rồi chuẩn bị thực hiện nghi lễ. Rồi chuẩn bị thực hiện nghi lễ thắp hương trình diện tổ tiên. Người ta gọi là lễ gia tiên đấy ạ. Chấm xuống dòng. Rồi bê đến chúc đây. Cuối cùng, trước khi dừng lời. Đó, cuối cùng nhân dịp đầu xuân năm mới, cuối cùng nhân dịp mùa Giáng sinh về, cuối cùng nhân dịp không khí tiết trời của mùa thu, vân vân phải không ạ? Cuối cùng, trước khi dừng lời, tôi xin kính chúc toàn thể quý cụ, quý ông bà. Cuối cùng, trước khi ngừng lời, tôi xin kính chúc toàn thể quý cụ, quý ông bà, gạch ngang, quan viên và bốn họ. Luôn có thật nhiều sức khỏe, phải hạnh phúc và bình an. Trân trọng cảm ơn, hay chân thành cảm ơn, đúng không ạ? Luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Trân trọng cảm ơn. Đó, cũng 70 giây thôi. Các cô các chú nhé, cứ học thuộc ê à, để các cô các chú 80-90 giây. Cơ bản như thế là rất là gãy gọn, rất là vuông tròn, có trước, có sau, có đầy đủ ý nghĩa, xúc tích, phải không ạ? Nó không bị chê trách một điểm nào cả. Chứ các bác không sợ, ở đây các bác thấy là không có dặn dò thơ phú, không có những câu là cháu nó có lớn nhưng mà không có khôn, đắp nấm trồng cây chung, không có những cái việc như vậy. Những cái từ ngữ nó thiếu, đài từ nó thiếu hay, phải không ạ? Đây là những từ cơ bản. Tuy nhiên thì các bác, các cô, các chú hoàn toàn có quyền chỉnh sửa thêm bớt, đặc biệt có quyền bớt những điểm nào đó để cho nó ngắn gọn, xúc tích hơn các bác nhé. Tuy nhiên các bác mà thuộc thì thấy không, nó chỉ có 70 giây thôi, 7-80 giây thôi. Và các bác biết rồi, một tiệc cưới ở nhà gái thì riêng cái ông đại diện nhà trai thì sẽ thường thường là có 2 lần phát biểu, chứ không phải 1. Lần này là ông phát biểu xong, sau đó là chạy qua trời các nghi thức và nghi lễ tiếp theo, phải không ạ? MC hát hò nhảy múa tưng bừng, rồi có trao quà không, trao nón không, rồi ra mắt, rồi vân vân nữa. Thì cuối cùng, trước khi ra về đấy, thì ông đại diện nhà trai thường sẽ lên phát biểu một lần thứ hai. Lần này thì về cơ bản cái nội hàm đó là cảm ơn nhà gái đã tiếp đón và mời nhà gái cùng với nhà trai chúng tôi, cùng với cô dâu, cùng với chú rể trở về quê hương từ sân Bắc Ninh hay trở về đâu đấy, cái địa chỉ nhà trai nhà mình ấy, để chúng ta tham dự sự kiện lễ tân hôn, mừng cho hai cháu, mừng cho chú rể và cô dâu. Thế các bác ạ, cái câu này thì nó rất là ngắn, đúng không ạ? Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, kính thưa quan viên và bốn họ. Bây giờ là cái thời điểm vàng, cái giờ vàng đã đến rồi. Tôi xin được thay mặt cho phái đoàn gia đình họ nhà trai một lần nữa cảm ơn gia đình họ nhà gái đã đón tiếp chúng tôi rất là tình cảm và tổ chức một cái sự kiện lễ vu quy rất là long trọng và lịch sự. Bây giờ thì xin phép toàn thể các cụ, các ông, các bà, để cho phái đoàn chúng tôi được phép đón cháu Quỳnh Trang, đón cô dâu Quỳnh Trang trở về quê hương Từ Sơn, quê hương .. ở nhà trai nhà mình để tổ chức sự kiện lễ tân hôn. Và đặc biệt là chúng tôi rất chân thành được mời quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác cũng như các bạn nam nữ thanh niên của cháu Quỳnh Trang bên gia đình họ nhà gái kết hợp với đoàn chúng tôi về bên nhà trai chúng tôi để tham dự sự kiện lễ tân hôn. Xin chân thành cảm ơn. Cơ bản là như vậy các
Bác nhá, các chú nhá, cái này thì nó dễ, mình không phải là chép ngắn ngắn đấy, nghe là bác thuộc. Nó chỉ có hai cái ý thôi, đó là gì ạ? Mình cảm ơn nhà gái đã tiếp đón long trọng và tổ chức lễ vu quy thành công. Sau đó là mình gì? Xin phép được đón cô dâu và mời nhà gái cùng với nhà trai nhà mình về nhà trai để tổ chức sự kiện mang tên lễ tân hôn. Đấy, cái nội ý, cái nội hàm, cái đại ý nó như vậy. Và sau video này thì Khánh Toàn sẽ làm một cái video đọc chậm nữa, đó là các lời phát biểu ở lễ tân hôn, tức là sang nhà trai, mình lại đọc chậm nữa để các bác có thể chép lại. Về cái cơ bản các bác thấy không, nó cũng dựa dựa giống nhau thôi. Nhưng mà thôi, đấy là ông có nghề, ông đi làm kiếm tiền, ông nói nó trôi. Bọn tôi cả đời bây giờ mới có 45, 46, 40, 50 tuổi chẳng hạn, mới lần đầu tiên, nên thôi ông cứ đọc chậm để chúng tôi chép cho nó chắc ăn, lỡ sơ suất nhiều khi ngại, đúng không ạ? Ngại lắm. Cái buổi lễ của con cháu chúng mình mà mình tổ chức nó bị vấp váp, thế là ngại lắm. Chứ còn với Khánh Toàn hoặc là với các anh các chị, với các bạn MC khác thì là nghề rồi, nghề nói mà, nên là nó cũng dễ trôi chảy hơn. Tuy nhiên các bác cứ cố gắng đó, nghe Khánh Toàn một chút xíu, mình về mình vận dụng cho phù hợp. Sau đây sẽ đến phần đọc chậm của lễ tân hôn. Và Khánh Toàn hứa với tất cả các bác là Khánh Toàn sẽ có một cái bài về bố cục và lời dẫn cho bài phát biểu điếu văn của lễ tang, tức là đám hiếu, đầy đủ bố cục nhé. Sau đó là gì nữa nhỉ? Sẽ ba phần phát biểu trong lễ chúc thọ, một lời dẫn bố cục của cái vị đại diện chúc, các ông đại diện cho cái hội người cao tuổi hoặc là ở xã hoặc là ở thôn nhé, chi hội hoặc là người cao tuổi xã ở huyện về đây đến này chúc mừng cho cụ nào đó ở tại tư gia, chúc mừng cho họ. Lời phát biểu thứ hai đó là con trai trưởng gì ạ, thay mặt cho anh em con cháu chắt chút chít phát biểu chúc thọ cho ông bà cha mẹ. Và thứ ba là chính cái ông được chúc thọ sẽ phát biểu cảm ơn. Tức là sẽ có ba bài, Khánh Toàn vừa làm mẫu vừa có bố cục rồi lại làm một cái video đọc chậm. Các bác thấy không, uống nước gừng quá trời cũng rất khản tiếng, ngồi nói suốt đấy. Tuy nhiên để phục vụ các bác cao tuổi, mắt nó kém kém rồi, tai nghe nó kém kém, thế thì mày đọc chậm cho bác một tí, cho chú một tí, nghe cho nó dễ dàng hơn. Và cũng xin phép tất cả các bác là trong mỗi video thì cứ cách khoảng 10 phút thì Khánh Toàn xin phép được đặt một cái quảng cáo ở trong cái video, nó chỉ có 5-6 giây thôi, thế các bác cứ chép kệ nó chạy qua rồi nó lại đến để đặt quảng cáo, cũng là kiếm một chút xíu cái thu nhập để duy trì kênh, để mua gừng uống các bác. Nói vui vậy thôi phải không ạ, nhưng mà cũng vất vả chứ, mà cũng đầy nhiệt tình cơ mà, đầy chân thành cơ mà, bao nhiêu người khen vui lắm và cũng biết bao nhiêu người chê đấy, phải không ạ? Rồi nói những câu còn chả ra gì đâu. Thực ra Khánh Toàn thì không quan tâm, nhưng mà cuộc đời xã hội nó như vậy. Tuy nhiên không vì hai người chê mà mình để bỏ đi 100 người khen mình. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã yêu thương kênh và tin tưởng kênh Khánh Toàn. Bác nào, anh chị nào, cô chú nào mà chưa ấn đăng ký kênh ủng hộ cho Khánh Toàn thì rất mong các bác sẽ ấn đăng ký kênh ủng hộ. Chúc các bác sẽ có những bài phát biểu, có những cái lần mà mình đi đại diện được thành công. Xin chào, thân ái và quyết thắng.